chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An đến từ đơn vị HTX Giao Phúc Sen. Ngày hôm nay thì như đã hứa thì em sẽ lên một chương trình giao mèo với mức giá chỉ từ 3XX. Đấy, em sẽ có giao mèo size 20 này. Đây, dàn giao mèo size 20 của em ở phía trên này đây các bác này. Đấy, ở phía dưới này của em thì sẽ có giao mèo size 25. Đây, đây sẽ là giao mèo size 25 nha các bác nhá. Và về phía bên trái này ở đây thì sẽ là giao mèo size 28. Số lượng có hạn thôi nha các bác nhá. Số lượng thì em sẽ chỉ để số lượng ở trên mặt bàn này thôi. Đây sẽ là một chương trình tri ân với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết các sản phẩm trong chương trình của ngày hôm nay cho các bác nha. Đầu tiên thì em sẽ nói về chất liệu của cái dàn dao mèo của em ở đây. Phần lưỡi dao là em sẽ sử dụng chất liệu là thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối nha các bác nhá. Phần lưỡi dao ấy, đấy, phần lưỡi dao của tất cả size 20, size 25 và size 28 ở đây là em sử dụng duy nhất một loại chất liệu thôi ạ. Đó sẽ là thép nhíp xe ô tô ngang nguyên khối. Và cái phần cán dao em sử dụng ở đây các bác có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đấy, cán dao ở đây là em sẽ sử dụng chất liệu là cán gỗ mun nhá. Cán gỗ mun và cái khâu ở đây thì em sẽ sử dụng chất liệu là khâu đồng đỏ. Chờ, khâu đồng đỏ. Chốt đinh ở đây cũng là chốt đinh đồng luôn nhé các bác nhé. Khâu đồng đỏ và chốt đinh ở đây cũng sẽ là chốt đinh đồng đỏ luôn. Đây bây giờ các bác có thể xem cho em ở đây là cây size 20 đây nhé các bác nhé. Đấy, đây là cây size lưỡi 20 này. Con này lưỡi, chiều dài lưỡi là sẽ là dài 20cm cho em. Phần cán ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng là 12,5cm. Đó, các bác có thể nhìn cận cảnh cái dáng dao, dao mèo size 20 này cực kỳ đẹp. Con mã của sản phẩm này sẽ là M20 MDDLC. Con này em đang bán nguyên giá với giá bán là 450.000. Nhưng trong chương trình của ngày hôm nay thì ngay từ đầu em cũng đã thông báo rồi, ngày hôm nay sẽ là một chương trình sale sốc cho các bác. Đấy, 450.000 và ngày hôm nay, duy nhất trong ngày hôm nay thôi ạ. Con dao này sẽ được bán với mức giá là 329.000 đồng. 329.000 đồng nha các bác nhé. M20 MDDLC. Đó, rất là đẹp. Con nào cũng đẹp nha các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn cho em một lượt này. Như là con này thì ở đây thì nó sẽ là cái cán của nó sẽ là hơi nâu vân sọc này. Đây, con này là đen này, vân của nó lại là vân đen nâu này. Đây, con này lại hơi sọc một chút này. Đây, con này thì lại sọc này. Đây là sọc màu nó hơi nâu nâu này. Đây, mỗi một con thì các bác có thể nhìn thấy là cái màu cán của nó sẽ khác nhau, đúng không ạ? Đấy, mỗi một con nó sẽ màu cán nó khác nhau, còn về thông số thì nó khá là giống nhau. Con này thì nó sẽ dày vào đây. Con này thì nó sẽ dày vào khoảng là 4 ly cho em nhé các bác nhé. Khoảng 4 đến 5 ly. Nhưng mà như con này ở đây thì em sẽ để nó sẽ vào khoảng 4 ly cho em. Dao mèo thì khá là đa năng rồi. Đối với size 20 thì các bác có thể sử dụng để đi câu, đi dã ngoại, đi cắm trại. Các bác có thể chặt cây, chặt cành, chặt củi, hoặc cũng có thể sử dụng để thái được. Riêng cái phần mũi nhọn này đây các bác này, các bác để ý cho em cái phần mũi nhọn nhá, là các bác có thể dùng để đào đất được. Đấy, ví dụ như là em thì em hay dùng dao mèo để em đi đào các cái củ ấy. Củ ví dụ như là củ sắn này, củ khoai này, hoặc là đào củ đậu này. Đấy. Rồi tiếp tục xuống dưới này, ở đây là em sẽ đến dao mèo size 25 cho các bác nhé. Dao mèo size 25 ở đây nhé các bác nhé. Đây, đây là dàn dao mèo size 25 của em. Dao mèo size 25 thì cái phần lưỡi dao nó sẽ dài vào là 25cm nhé. Chiều dài lưỡi là sẽ là 25cm cho em này. Cán ở đây thì nó sẽ dài vào khoảng là 13cm, 12,5 đến 13cm này. Đấy, cán ở đây sẽ là cán gỗ mun nha các bác nhé. Và khâu ở đây thì sẽ là khâu đồng đỏ. Hai chốt đinh ở đây cũng bằng đồng đỏ luôn. Đấy. Sản phẩm của HTX Giao Phúc Sen thì các bác sẽ thấy luôn đúng không? Tất cả đều có dập logo HTX Giao Phúc Sen ở trên lưỡi dao, con nào cũng như con nào luôn. Logo đây ạ. Đấy. Và tem chống hàng giả đây. Tem chống hàng giả này các bác hãy mở iCheck lên nhé. Quét phần mềm iCheck giúp em. Đấy. Tiếp tục là đến cây size 28 ở đây. Size 28 đây các bác này. Đây, 28 đây. 28 là gì ạ? Là lưỡi dài 28cm. Con này tất cả trong các chương trình dao mèo của em là dao size 28 và 25 là cực kỳ nhanh hết hàng. Bởi vì sao? Bởi vì là những con này em để số lượng thấp. Và cái thứ hai nữa là mọi người lại thích, rất là thích những cái dòng to dài này để mang đi chặt khỏe. 25 và 28 lúc nào cũng sẽ là size mà hết sớm nhất. Đây, con này thì là lưỡi dài 28cm cho em nhé. Bản rộng ở đây sẽ vào khoảng 5cm này. Độ dày sống dao của em này thì nó vào khoảng 5 đến 7 ly cho em này. Đấy. Các bác có thể dùng để chặt cây to, chặt cành, chặt củi. Đấy, mũi nhọn là có thể sử dụng đào đất như lúc nãy em nói đấy ạ. Cái cây này ngoài ra các bác cũng có thể sử dụng
để làm bếp cũng vẫn được. Đấy, có nhiều bác thì lấy về dùng để chặt gà này, hoặc là các bác cũng có thể dùng để thái được này. Cái phần đầu mũi này đến cái phần bụng dao này cực kỳ sắc bén, để các bác có thể sử dụng để thái. Đối với xe 28 thì công năng của nó sẽ lớn hơn xe 25 nha các bác nhé. Xe 25 thì nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu. Đấy, nên là cầm nó sẽ nhẹ tay hơn, nhẹ tay hơn. Nếu như bác nào mà để chặt những cái cây nhỏ thôi, vừa tầm thôi thì các bác lấy cho em size 25. Còn nếu như các bác mà để chặt cây to thì các bác lấy cho em size 28 nhé. Size 28 thì đang có giá bán là 520.000. Còn size 25 thì đang có giá bán là 490.000. Đấy, trong ngày hôm nay thì em sẽ sale giảm cực sâu cho các bác luôn. Con size 28 này em sẽ bán với mức giá là 369.000 đồng. Còn size 25 em sẽ bán với mức giá là 349.000 đồng ạ. Như vậy là các bác có thể thấy là chương trình của em ngày hôm nay sale giảm tới 30% các bác ạ. Đây, các bác có thể thấy là cận cảnh từng chiếc dao của em để thấy được cái độ tinh xảo và chất lượng của từng sản phẩm. Cái sản phẩm này của em thì cam kết là hàng chuẩn nhé các bác nhé. Cam kết là hàng chuẩn và có bảo hành 1 năm cho các bác. Đây là chương trình em tri ân thôi. Em tri ân em gửi tới các khách hàng của em đã theo dõi và ủng hộ kênh của HTX Dao Phúc Sen trong thời gian vừa qua. Và cũng là để chào mừng kênh HTX Dao Phúc Sen, kênh YouTube mới của bên em. Nên là em sẽ có chương trình tri ân tới các bác. Nên là nếu như các bác mà có đang hữu duyên xem được chương trình này của em thì các bác hãy nhanh chóng liên hệ lại với em qua tổng đài 0987 240 733 để được chốt đơn ngay nha các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em là số lượng sale các sản phẩm là em sẽ chỉ giới hạn ở đây thôi. Đấy, trên số lượng có hạn như thế này thôi. Nên là các bác hãy nhanh tay nhé, nhanh tay liên hệ lại với em ngay qua tổng đài 0987 240 733 để được chốt đơn ngay ạ. Cơ hội sở hữu dao mèo chỉ với giá là 3XX rất là hiếm có các bác nha. Nên là các bác đừng bỏ lỡ. Để tham khảo thêm các sản phẩm khác của bên em thì các bác có thể tham khảo trên trang web www.daophucsen.vn hoặc là htxdaophucsen.com ạ. Còn bây giờ thì em Lan xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ em nha. Các bác nhớ bấm like, đăng ký kênh để nhận được thêm các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của HTX Dao Phúc Sen. Hẹn gặp lại các bác.